Minh Đường Tử Vi xin mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ tư ngày 10 tháng 8 năm 2022 và theo âm lịch, hôm nay là ngày 13 tháng 7 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Ất Mùi, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần và ngày hôm nay là ngày Hoàng Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Kỷ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Mão Quang, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Giao Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Chu Tước, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Cầu Trần. Về ngũ hành Niên Mệnh Sa Trung Kim, ngày Ất Mùi tức can khắc chi, nghĩa là mộc khắc với thổ, và ngày hôm nay là ngày cát. Phải nạp âm Sa Trung Kim, Kỷ Tuổi, Kỷ Sửu, Quý Sửu, ngày thuộc hành kim khắc với hành mộc, đặc biệt là tuổi Kỷ Hợi nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày Mùi lục hợp với Ngọ, tam hợp với Mão và Hợi, thành mộc cục xung với Sửu, Hình Sửu, Hại Tý, Phá Tuất và Tuyệt Sửu. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Kỷ Sửu, Quý Sửu, Tân Mão, Tân Dậu, tuổi xung trong tháng, tuổi Canh Dần, Giáp Dần. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Phúc, tốt mọi việc, sao Thiên Thành, tốt mọi việc, sao Tuế Hợp, tốt mọi việc, sao Đại Hồng Sa, tốt mọi việc, sao Ngọc Đường Hoàng Đạo, tốt mọi việc, và ngày hôm nay là ngày trực tinh, đại cát, tốt mọi việc. Có thể giải được sao xấu, trừ sao kim thần thất sát. Sao xấu trong ngày gồm có sao hoang vu, xấu mọi việc, sao địa tặc, xấu đối với khởi tạo, an táng, khởi công, động thổ, xuất hành, sao nguyệt hư hay còn gọi là sao nguyệt sát, xấu đối với việc giá thú, mở cửa, mở hàng, sao tứ thời cô quả, kỵ về cưới hỏi. Và đặc biệt, ngày 10 tháng 8 năm 2022, tức là ngày 13 tháng 7 năm Nhâm Dần, ngày này là ngày tam nương sát, xấu, kỵ về khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay là cất nhà. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng Tây Bắc, tài thần, hướng Đông Nam. Và sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ tư ngày 10 tháng 8 năm 2022. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Tý thứ tư ngày 10 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Tý bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành Tý Mùi tương hại, cho nên với bạn tuổi Tý khó có thể xử lý mọi việc một mình trong ngày. Và nếu như bạn tuổi Tý bạn muốn có sự giúp đỡ thì cần phải lên tiếng mở lời, chứ đừng có ngại ngần, bởi vì mọi người sẽ sẵn sàng hỗ trợ cho bạn. Bạn đừng có giữ im lặng và mong đợi họa hữu cho bạn nhé. Và trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Điều này sẽ gây ra một số trở ngại cho bạn tuổi Tý, nhưng đó cũng là lúc mà bạn cần phải tận dụng lợi thế của mình. Giữa mớ hỗn loạn, mọi người đều cần một tiếng nói có sự điềm tĩnh, có sức nặng. Thế nên đây là ngày để cho bạn tuổi Tý thể hiện vai trò của mình trước tập thể. Bạn đừng có bỏ lỡ cơ hội này nhé. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý cũng đang gặp ngày có thổ thủy xung khắc. Điều này nhắc nhở bản mệnh nên gác những vướng bận cuộc sống hiện tại sang một bên để chăm sóc cho bản thân mình. Bạn tăng hay là giảm cân quá nhanh trong khoảng thời gian này cũng là do bị stress, bị áp lực về công việc, ăn uống chỉ là tác nhân nhỏ mà thôi.
Về câu quyết cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, đừng có vì một chút chuyện mà để cho mọi việc rối tinh lên. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, bạn nên cần nghỉ ngơi đúng cách hơn. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, tránh xa những người có tâm hẹp hòi. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, hãy thực tế hơn với vấn đề mà bạn đang phải đối mặt. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, nghỉ ngơi sẽ giúp cho tinh thần của bạn luôn được tỉnh táo. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 18, số 56, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Sửu thứ tư ngày mùng 10 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Thìn Tuất Sửu Mùi. Điều này nhắc nhở bạn tuổi Sửu, nếu không muốn bản thân mình cuốn vào vòng xoáy ồn ào của người khác thì tốt nhất là bạn cần phải vạch ra một ranh giới rõ ràng và yêu cầu họ phải tôn trọng cái điều đó. Và trước tiên với bạn tuổi Sửu, bạn cần phải tôn trọng chính bản thân mình cái đã. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu, bạn hãy tin rằng bạn đã làm rất tốt những công việc của mình. Vậy thì bạn có quyền tự hào về những thành quả đó, ai đó có thể ganh tị với bạn, nhưng đó chỉ là việc của họ mà thôi. Và trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu cũng đang chịu ảnh hưởng của thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này cũng cho thấy với những thay đổi diễn ra trong ngày hôm nay đều rất nhanh chóng và hỗn loạn, thậm chí sẽ khiến cho bạn choáng ngợp nữa. Vì vậy với bạn tuổi Sửu, hãy cần chuẩn bị cho những gì đến với mình bằng sự chủ động thì tốt hơn. Bạn mới là người có thể sẽ giúp cho chính mình trong lúc này nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, một số điều nếu như bạn không biết sẽ tốt hơn. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, giọng điệu của bạn cần nhẹ nhàng và dễ nghe. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, tránh đưa ra kết luận vào lúc này. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, những tín hiệu cho thấy bạn không được mọi người ủng hộ. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, khi cần bạn hãy biết nhún nhường đúng lúc. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 12, số 67, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Dậu, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ tư ngày mùng 10 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Dần bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Điều này cảnh báo cho bạn tuổi Dần cần phải đề phòng kẻ có lòng dạ xấu xung quanh mình. Và có thể với những thành tích tốt mà bạn đạt được trong công việc sẽ khiến cho những kẻ tiểu nhân nảy sinh lòng ganh ghét, đố kỵ, mong bạn phải phạm lỗi. Vì vậy với bạn tuổi Dần, hãy để ý tới bất cứ ai đang tiếp cận để nịnh nọt, nói lời ngôn tiếng ngọt với mình. Chỉ đợi tới khi bạn bất cẩn, họ sẵn sàng ra tay hành động táo bạo, đẩy bạn vào những tình huống yếu lìa. Với bạn tuổi Dần, vì thế cần phải điềm tĩnh để xử lý. Đừng có vì một kẻ tiểu nhân mà hành động dại dột, để lại ấn tượng xấu trong mắt mọi người. Và trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Dần, cũng đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc. Điều này cho thấy, các chuyện tình cảm của những bạn đang còn độc thân có thể sẽ gặp không ít những khó khăn, trở ngại trong quá trình tìm kiếm một nửa phù hợp với mình. Với bạn tuổi Dần, người mà bạn thích thì tỏ ra lại khá lạnh nhạt với bạn, còn người mà bạn không thích, không có tình cảm thì luôn tìm cách thiêu đuổi và lấy lòng bạn, khiến cho bạn khá là phiền não và không biết phải làm sao để cho đôi bên không khó xử về nhau. Về câu quyết cho bạn tuổi Dần trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, đề phòng có kẻ tiểu nhân mang lòng ganh ghét xung quanh. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, hãy luôn có lòng đề phòng với bất cứ ai đang tiếp cận để nịnh nọt.
Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ có thể sẽ bị tiểu nhân hãm hại, đẩy mình vào tình huống yếu lìa. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, dù trong bất cứ tình huống nào cũng hãy xử lý cho thật bình tĩnh. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, người đang còn độc thân khó tìm được một nửa ưng ý. Vậy đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 21, số 73, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá, màu xanh lam, quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Hợi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mão thứ tư ngày mùng 10 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Mão bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Hợi Mão Mùi trợ mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Mão đón nhiều niềm vui, niềm hạnh phúc đang đến gần. Vì vậy, bạn tuổi Mão hãy nuôi dưỡng nó với tất cả niềm lạc quan, sự tôn trọng dành cho một nửa của mình nhé. Và trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Mão á, bạn lại đang gặp được ngày của thực thần ghé thăm. Đây là lúc mà với bạn tuổi Mão nên thả lỏng bản thân mình một chút. Bạn hãy giảm tải và cho mình thời gian, cơ hội để được cất cánh, bay cao, bay xa hơn. Tinh thần của bạn nhờ thế mà khá hơn. Và đây cũng là một ngày tuyệt vời cho những ý tưởng mới của bạn nữa nhé. Ngày này, bạn tuổi Mão lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc, có thể sẽ đẩy bạn vào những rắc rối liên quan tới vấn đề về tiền bạc. Có rất nhiều việc đang diễn ra, nhưng nếu như bạn tính toán mọi thứ một cách cẩn trọng và kỹ lưỡng, bạn sẽ thấy mọi thứ sẽ đâu vào đấy cũng sẽ ổn cả mà thôi. Về câu quyết cho bạn tuổi Mão trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, người thân sẽ cho bạn lời khuyên quý giá. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, thời gian phù hợp cho việc nghỉ ngơi nhiều hơn. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, hãy lắng nghe trực giác của mình trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, tự đánh giá lại bản thân trong thời gian qua để điều chỉnh sao cho phù hợp. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, nếu như hiền quá bạn sẽ rất dễ bị bắt nạt. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 35, số 96, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thìn thứ tư ngày mùng 10 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Thìn bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh. Điều này sẽ giúp cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay sẽ có được vận quý nhân dẫn đường chỉ lối, sẽ gặp được nhiều may mắn trong công việc. Với bạn đang có được báo hiệu con đường thăng quan tiến chức đã đến rất gần. Bạn mệnh tuổi Thìn hãy nhanh nhạy để nắm bắt lấy thời cơ và giành được lòng tin, sự tin cậy của mọi người, sự tín nhiệm của cấp trên nữa nhé. Lại thêm, trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Thìn, tinh thần trách nhiệm trong công việc cộng thêm với năng lực làm việc tốt, biết mình muốn gì và cần gì, đặt sẵn mục tiêu phấn đấu và không dễ dàng chịu lùi bước trước những khó khăn, cho nên bạn mệnh có thể sẽ đạt được những mục tiêu mà mình đề ra. Tuy nhiên, trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Thìn lại đang gặp ngày có thổ khí vượng. Điều này sẽ ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe của bạn, nhất là khi thời tiết thay đổi thất thường, bản mệnh lại không có chế độ nghỉ ngơi hợp lý, khiến cho bạn khó mà ăn ngon ngủ yên, sức khỏe cũng bị giảm sút một cách đáng kể. Tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, gặp nhiều may mắn trong công việc, có điềm báo thăng quan tiến chức. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, nhanh nhạy nắm bắt thời cơ và giành được lòng tin từ cấp trên. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, luôn đặt sẵn mục tiêu phấn đấu và không lùi bước trước những khó khăn. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, có thể sớm đạt được mục tiêu mong muốn nhờ sự hỗ trợ bền bỉ. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, chú ý nghỉ ngơi hợp lý để giữ cho sức khỏe được ổn định. Và đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 26, số 74, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi Dậu, tuổi Tý, tuổi Thân.
Tử vi tuổi Tỵ thứ tư ngày mùng 10 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Tỵ bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội trợ mệnh, và đây chính là ngày để cho bạn tuổi Tỵ kết nối với những người mình yêu thương và cho họa thấy trái tim chân thành, nhiệt huyết và nỗ lực của bạn. Chắc chắn họa sẽ đánh giá cao với những giá trị về tinh thần của bạn nữa nhé. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh, điều này cũng sẽ dự báo cho bạn với bạn sẽ có được phần thưởng tài lộc liên quan tới vấn đề về tiền bạc trong ngày, và bạn tuổi Tỵ có quyền tự hào với thành quả của mình bởi vì mọi người ghi nhận công sức mà bạn đã tạo ra. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tỵ cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, điều này sẽ mang tới tin vui về sức khỏe cho bản mệnh. Có người ốm vào lúc này sẽ nhanh được hồi phục, và điều này một phần là nhờ vào tinh thần lạc quan, vui vẻ, cộng thêm sự hiểu biết quan trọng về cơ thể của mình để điều chỉnh về ăn uống, nghỉ ngơi một cách khoa học nhất. Về câu quyết cho bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, hãy cho phép bản thân mình được nghỉ ngơi. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, hãy học cách để tích lũy kinh nghiệm nhiều hơn. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, với những tính toán của bạn đang đi đúng hướng, đúng đường. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, nghĩ ngợi nhiều chỉ khiến cho bạn đau đầu hơn mà thôi. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, tình cảm gia đình có được sự hài hòa, ấm êm như mong đợi. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 12, số 63, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Ngọ thứ tư ngày mùng 10 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Ngọ bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Ngọ đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội trợ mệnh. Điều này sẽ nhắc nhở bạn tuổi Ngọ, bạn nên nhớ rằng khi xây dựng một mối quan hệ, bạn cần phải hết sức chân thành và có niềm tin. Sự đồng hành và nỗ lực từ cả hai phía sẽ giúp cho mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn bao giờ hết. Và trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Ngọ, nhờ có được thiên tài giúp sức mà với bạn có được tiền bạc ổn định. Thế nhưng bạn đừng có vội vàng mua sắm bốc đồng trong ngày, và trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào về vấn đề tiền bạc mua bán, bạn hãy dành thời gian để tính toán xem ngân sách của mình như thế nào đã. Điều đó là rất cần thiết cho bạn trong khoảng thời gian này. Trong ngày cũng có ngũ hành tương sinh, điều này sẽ mang tới những điều kiện tốt để cho bạn tuổi Ngọ có thể đảm bảo cho sức khỏe của mình trong thời kỳ dịch bệnh. Lúc này sức đề kháng là quan trọng, một trong những việc mà bạn cần phải nhớ đó là đi ngủ sớm mỗi ngày và tăng cường tập luyện thể dục thể thao nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, nên dành nhiều thời gian để chăm sóc cho chuyện tình cảm. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, tiền bạc đảm bảo là sự bảo hiểm an toàn cho bản thân. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, sự khôn ngoan là cần thiết để cho bạn vượt qua khó khăn. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, bạn mới là người tự cứu lấy bản thân mình. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ mọi người. Và đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 37, số 58, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mùi thứ tư ngày mùng 10 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Mùi bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh, điều này sẽ mang tới một vài thử thách khiến cho bạn tuổi Mùi gặp phải sự căng thẳng khi phải đối mặt trong ngày hôm nay. Nhưng nhìn chung với bạn sẽ giải quyết được ổn thỏa cả mà thôi. Và điều mà bạn cần phải lưu tâm đó chính là nên kiểm soát tốt về cảm xúc của mình, tránh mọi chuyện lại trở nên xấu đi vì sự nóng vội.
Và ngày thứ tư này với bạn Tuổi Mùi, dù bạn có bận rộn đến đâu đi chăng nữa, bạn cũng đừng quên dành thời gian cho nửa kia của mình. Dường như với bạn, trong thời gian qua, bạn có phần hơi lạnh nhạt với nửa kia, khiến cho người ấy bắt đầu suy nghĩ nhiều nữa rồi. Và ngày hôm nay, bạn có thể lên kế hoạch hẹn hò cùng với người ấy cũng rất hợp lý nhé. Trong vận trình ngày thứ tư này với bạn Tuổi Mùi lại đang gặp ngày có thổ khí vượng. Điều này sẽ ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe, hệ tiêu hóa của bạn. Với bạn Tuổi Mùi dễ cảm thấy mệt mỏi, ăn uống kém ngon miệng hoặc là không muốn ăn uống gì, sức khỏe có phần bị sa sút. Vài câu quyết cho bạn Tuổi Mùi trong ngày thứ tư này. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim có thể sẽ phải đối mặt với một vài thử thách căng thẳng. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, đừng có lo lắng với những khó khăn, cứ cố gắng rồi sẽ vượt qua được. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, cần phải chú ý kiểm soát về cảm xúc, tránh để mọi chuyện xấu đi vì sự nóng vội của mình. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, dù có bận rộn đến đâu cũng đừng quên hâm nóng tình cảm với nửa kia. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, sức khỏe có dấu hiệu bị giảm sút vì ăn uống kém ngon miệng. Và đánh giá của bạn Tuổi Mùi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 10, số 56, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mão, tuổi hợi. Tử vi tuổi Thân thứ tư ngày mùng 10 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Thân bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn trải qua một ngày có được nhiều ánh sáng. Với bạn tuổi Thân, sau một khoảng thời gian mọi thứ dường như với bạn rất rời rạc, tối nghĩa, thì đây là ngày mà bạn sẽ tìm thấy được rõ ràng, cụ thể từng yếu tố liên quan, khiến cho những mảnh ghép trở nên liền mạch. Chính nhờ thế mà bạn đã nhìn nhận được mọi việc rõ ràng hơn rất là nhiều. Trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Thân, bạn cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Điều này sẽ mang lại cho bạn thứ tình cảm mà bạn mong muốn. Khi ở bên người ấy, bạn được là chính mình, vẫn theo đuổi những đam mê của bản thân, vẫn cảm thấy được thoải mái và bình yên. Vận trình tình cảm của những người đang còn độc thân đang có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt trong khoảng thời gian này nữa. Và trong khoảng thời gian vừa qua với bạn tuổi Thân, bận rộn đã khiến cho cuộc sống của bạn trở nên hỗn loạn, mất đi sự tập trung và đã đến lúc bạn cần phải dọn dẹp lại mọi thứ về trật tự ban đầu nữa rồi, sẽ giúp cho cuộc sống của bạn được tốt đẹp hơn, không gian trở nên tươi mới hơn nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Thân trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, gia đình trở thành chỗ dựa về tinh thần tuyệt vời cho bạn. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, bạn cảm thấy tự do và không bị vướng vào sự ràng buộc. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, tự ưu tiên xây dựng các mối quan hệ trong những ngày này. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, hãy giúp đỡ và biết suy nghĩ cho người khác. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, tình cảm đôi lứa càng thêm nồng ấm và an vui. Và đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 35, số 76, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dậu thứ tư ngày mùng 10 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Điều này sẽ khơi gợi cảm hứng sáng tạo trong cuộc sống của bạn. Và hôm nay là một ngày để cho bạn khám phá thế giới về nghệ thuật. Chúng sẽ nuôi dưỡng tâm hồn bạn, khuyến khích tinh thần của bạn và giúp cho bạn thấy rất chi là vui vẻ, trải qua một ngày cực kỳ là ý nghĩa. Sự sáng tạo sẽ giúp đỡ cho bạn rất nhiều trong ngày hôm nay. Và với bạn tuổi Dậu, đừng có để cho những cơn bốc đồng làm tan biến, bạn hãy nuôi dưỡng chúng, cho chúng những cơ hội để được phát triển hơn nữa. Đừng có để cho bản thân mình bị trói buộc bởi quá nhiều những rào cản và trách nhiệm.
Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bà Tuổi Dậu lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho Kim Vượng. Điều này cho thấy cái chuyện tình cảm của bản mệnh lúc này đang dần được cải thiện một cách đáng kể. Bạn cảm nhận được sự chân thành mà đối phương đang dành cho mình trong khoảng thời gian qua. Vì thế mà với bà Tuổi Dậu, bạn cảm thấy vững tin hơn bao giờ hết về tương lai của hai người nữa rồi. Về câu quýt cho bạn Tuổi Dậu trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, đừng có buồn vì không phải ai cũng tin tưởng bạn. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, ý tưởng của bạn được khen ngợi vì rất khả thi. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, hãy cho qua những việc không đáng để cho lòng được nhẹ hơn. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, được làm việc là bạn cảm thấy có được niềm vui trọn vẹn. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, sức khỏe là điều tối quan trọng với bạn trong lúc này. Và đánh giá của bạn Tuổi Dậu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 21, số 58, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Tuất, thứ tư, ngày mùng 10 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Thìn Tuất Sửu Mùi. Điều này sẽ gây ra cho bạn có sự độc quyền, và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi Tuất, bạn hãy nghiêm túc trong công việc, nhất là về yếu tố về thời gian, đừng có để cho người khác đánh giá sai về bạn, đặc biệt là cấp trên, nhất là khi bạn không muốn thể hiện hình ảnh thiếu chuyên nghiệp trước mặt của họ nhé. Và trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Tuất, bạn hãy thu thập những thông tin mà mình cần để có để hoàn tất những kế hoạch của bạn. Đây là ngày mà bạn nên quan tâm tới các chi tiết nhỏ nhặt bởi chúng thực sự rất cần thiết cho bạn vào lúc này. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh. Điều này khuyến khích bạn hãy bắt đầu khởi xướng những kế hoạch mới, theo đuổi những ý tưởng mới. Nhờ thế mà bạn sẽ phát hiện ra rằng mọi hoạt động của bạn đều diễn ra theo kế hoạch, với những thành quả của bạn có được đều là rất xứng đáng. Về câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa nên giữ khoảng cách vừa phải với mọi người. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, mâu thuẫn với người thân vì quan điểm bất đồng. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, hãy tránh xa những kẻ không đáng tin. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, hãy học cách hòa hợp hơn với mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, bạn có thể sẽ gặt hái được một số thành công như mong đợi. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 20, số 87, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Hợi, thứ tư, ngày mùng 10 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Hợi bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Hợi Mão Mùi trợ mệnh. Điều này sẽ đưa ra những chỉ dẫn mà với bạn tuổi Hợi cảm thấy tự tin hơn với những lựa chọn liên quan tới chuyện tình cảm hiện tại của mình. Trong ngày này, những cặp đôi có nhiều thời gian hơn để chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn và càng thấu hiểu nhau hơn. Ai mà chẳng thích được công nhận, và với bạn tuổi Hợi trong ngày hôm nay không phải là ngoại lệ, nhưng trong ngày hoàn toàn không phải là ngày để cho bạn yêu cầu những điều đó. Vì vậy, với bạn tuổi Hợi, bạn đừng quên rằng có những thời điểm sự kiên nhẫn là cần thiết nhé. Trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Hợi cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Điều này nhắc nhở bạn tuổi Hợi cần phải coi trọng về sức khỏe của mình hơn bất cứ điều gì khác. Hạn chế tối thiểu việc đi ra ngoài, đặc biệt là không nên tới những nơi đông người, không nên tới những nơi có âm khí nặng để tránh nguy hại tới bản thân. Về câu quyết cho bạn tuổi Hợi trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, đừng nói thêm những lời viển vông không đáng tin. Tử vi tuổi Đinh Hợi
thuộc mệnh thổ nên giữ thái độ ôn hòa, vui vẻ mới với mọi người. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc đảm bảo được an toàn cho bản thân mình là rất tốt. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, bạn được hưởng phúc từ việc mình làm. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, tránh làm việc quá sức lại ảnh hưởng tới sức khỏe của bản thân. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, quân số may mắn số 18, số 59, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!